Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vào sáng sớm nay, khối không khí lạnh có cường độ khá mạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ và cũng bắt đầu tiến sâu hơn đến một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ, khiến nền nhiệt trên toàn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục giảm xuống. Tại Bắc Bộ, trời còn nhiều mây và mưa cũng chỉ còn diễn ra vài nơi, nhưng nền nhiệt độ trên khu vực lại luôn duy trì ở mức thấp, với nền nhiệt vào sáng sớm ngày hôm nay cũng chỉ phổ biến từ 12 đến 15 độ. Một số nơi thuộc vùng núi, nền nhiệt còn xuống dưới 10 độ, trời rét đậm, rét hại. Đến trưa chiều, nền nhiệt cũng có tăng đôi chút, nhưng cái rét vẫn còn rõ rệt. Trong khi đó, tại khu vực Trung Bộ, cụ thể là tại khu vực Bắc và khu vực Trung Trung Bộ, nền nhiệt có cao hơn Bắc Bộ đôi chút, trời chỉ rét ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, trên toàn khu vực lại có mưa, một số nơi còn đạt lượng mưa vừa đến mưa to và tập trung chủ yếu tại khu vực từ Nghệ An trở vào cho đến Quảng Ngãi. Trong khi thời tiết tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ cũng đang trải qua những ngày giá rét và có mưa, thì tại các tỉnh thành phía Nam, thời tiết khá ổn định. Tiết trời trên toàn khu vực vẫn phổ biến tạnh giáo và ít mưa, ban ngày trời có nắng từ sáng đến chiều, nên nền nhiệt luôn duy trì ở mức cao nhất cả nước. Khối không khí lạnh không chỉ ảnh hưởng đến thời tiết trên đất liền mà còn làm thời tiết trên các vùng biển chuyển xấu. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7. Còn tại khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8. Vùng biển ngoài khơi khu vực Trung Bộ và khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển của quần đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động mạnh. Trong chiều và đêm nay, khối không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ, khu vực Trung Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Như vậy, trong ngày mai, thì các tỉnh thành từ khu vực Bắc Bộ sẽ nằm trong khối không khí lạnh ổn định và bắt đầu suy yếu chậm, nên trời phổ biến ít mưa, nhiệt độ không khí vẫn duy trì ở mức thấp, trời rét đậm và tại các tỉnh vùng núi có rét hại. Nhiệt độ đêm nay giảm sâu xuống dưới 14 độ, sang đến ngày mai thì nền nhiệt trên toàn khu vực có nhích lên đôi chút, nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ duy trì từ 16 đến 19 độ tại khu vực Đông Bắc Bộ. Còn tại khu vực Tây Bắc thì nền nhiệt có cao hơn đôi chút, nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ xấp xỉ 20 độ. Tại khu vực Trung Bộ, ngoại trừ hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa có tiết trời khá khô ráo, thì các khu vực khác thuộc khu vực Bắc và Trung Trung Bộ trong ngày mai vẫn còn có mưa trên diện rộng, có nơi đạt lượng mưa vừa đến mưa to và dông, nên nhiệt độ cũng suy giảm chậm. Phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm, với nhiệt độ ngày đêm chỉ từ 15 đến 19 độ. Tại các tỉnh thành phía Nam, cụ thể như tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết vẫn chưa có biến động gì nhiều, trời phổ biến ít mưa và có nắng cả ngày. Tuy nhiên, do ảnh hưởng khuếch tán của không khí lạnh phía Bắc, nên nền nhiệt tại khu vực Tây Nguyên cũng chỉ chuyển lạnh về đêm và sáng sớm, với mức nhiệt chỉ ở mức xấp xỉ 20 độ. Nhưng càng đến trưa thì nền nhiệt cũng tăng dần, trời ấm áp với mức nhiệt dao động từ 28 đến 31 độ. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở một vài nơi, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi có nơi từ 7 đến 9 độ. Tại khu vực thủ đô Hà Nội và vùng lân cận, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ ở một vài nơi, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, phía Nam từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, phía Nam từ 21 đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, mây thay đổi, có mưa một vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa ở một vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 30 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Chúc quý vị có một giấc ngủ ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại!